Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di Động Thành Phú nha. Ngày hôm nay thì em sẽ như cái chương trình em báo trước, ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình thanh lý hàng hóa cho quý khách hàng. Thì ở đây là chương trình cuối tuần, thì đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện, Facebook cũng như trên nền tảng YouTube, thì để quý khách hàng có thể xem được những cái video bên em cũng như những chương trình báo giá cũng như những chương trình khuyến mãi. Thì quý khách hàng có thể vào Facebook cũng như trên nền tảng YouTube mình gõ giúp em tên cửa hàng em, đó là Di Động Thành Phú nha. Thì sẽ xuất hiện những cái video mà bên em hay lên để giới thiệu những mặt hàng hóa bên em ấy. Số điện thoại liên hệ để mua hàng cho khách hàng ở xa đó là 0971172105. Nếu như quý khách hàng không nghe rõ được số điện thoại của em thì mình có thể bấm vào phần mô tả video, em có để số điện thoại và cũng như địa chỉ cửa hàng cũng như là ghim trên Google Maps, thì quý khách hàng có thể bấm vào phần mô tả video để xem thêm chi tiết nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em mà khi bán ra, thì tức là nói chung là tất cả các dòng sản phẩm khi bên em bán ra mà bao nguyên zin á, thì bên em sẽ bảo hành là một đổi một trong vòng 3 tháng, tức là máy lỗi bên em sẽ đổi hoàn toàn mới nha, không thay sửa trong thời gian bảo hành nha mọi người nha, không thay sửa, cứ lỗi do nhà sản xuất là bên em sẽ đổi liền nha. Đấy. Còn phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy. Và ở đây thì áp dụng cho những khách hàng ở xa muốn mua hàng bên em mà mua hàng lần đầu thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000. Em nhận cọc là để tránh những cái trường hợp bom hàng hoặc cũng như là một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh để gửi những địa chỉ không cụ thể, không chính xác thôi. Đấy. Thì hình thức mua bán thì bên em đã lên rất là nhiều rồi, thì quý khách hàng cũng đã biết khá là nhiều bên cửa hàng em rồi ha. Thì em cũng không làm mất thời gian của mọi người. Bây giờ mình vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Sản phẩm đầu tiên mà em có muốn giới thiệu cho quý khách hàng ngày hôm nay đó là cái hàng Oppo. Như ngày hôm qua cũng như ngày hôm trước nữa, em nói là ngày cuối tuần này em sẽ có một cái dàn Oppo máy thanh lý giá rẻ. Thì thực chất là ở đây em có về được cái hàng Oppo A53. Thì Oppo A53 thì bên em về ngày hôm nay gọi là nó đủ màu luôn, nó rất là nhiều máy nha. Ở đây thì em sẽ có hai sự lựa chọn cho quý khách hàng, tức là Oppo thì được vừa rồi thì bên em bán ra, thì như quý khách hàng đã biết là những cái phụ kiện của Oppo thì em bán ra rất là nhiều luôn, thì thành ra có nhiều khách hàng đã có phụ kiện rồi, cho nên mình sẽ có hai sự lựa chọn. Một là mình có thể mua máy nguyên full box như thế này, nó kèm đầy đủ phụ kiện. Hai là mình có thể chọn một con máy trần như thế này. Và ngày hôm nay cái chương trình máy trần em sẽ giảm thêm 200 ngàn cho mình, tức là mình sẽ được giảm 200 ngàn cho một con máy trần nha mọi người nha. Ở đây thì một con full box bên em hiện tại đang bán là 2 triệu 2. Full box thì là sao? Tức là nó sẽ gồm có đầy đủ phụ kiện, gồm có ốp lưng trong này nè, ốp lưng wireless sim. Đấy, ốp lưng wireless sim nè. Kèm đó là một cốc cáp sạc và tai nghe. Đây là cái combo phụ kiện bên em tặng kèm nha mọi người nha. Đó là gọi là full box luôn. Thì nguyên một cái combo như thế này, mình lấy máy và nguyên một full box như thế này, thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 2 triệu 2 cho Oppo A53. Và đặc biệt A53 bên em thì nó sẽ là bản RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Quý khách hàng sẽ thấy được là ở cái mức giá tầm 2 triệu đồng mà mình sở hữu một con máy RAM 8GB thì gọi là cực kỳ cao luôn. Thực chất là cực kỳ cao luôn. Dòng Oppo A53 này á thì nó sẽ hỗ trợ cho mình sạc tối đa lên là 18W, tức là sạc nhanh nha mọi người nha. Pin là pin 5.000. Nói chung là với mức giá tầm tầm 2 triệu đồng ấy, ví dụ như mình đang nói về một con máy trần như thế này nè, mình lấy máy trần nó chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đấy, thì mà sở hữu được pin 5.000, thứ hai nữa là RAM 8GB, thì em thấy là cái mức cấu hình này thì ở ngay tại cái thời điểm mức giá này không có con nào vượt qua được cái A53 này nha mọi người nha. A53 sẽ có 3 mã màu bên em, đó là mã màu xanh nè, màu xanh dương nè và màu đen. Đây là ba mã màu của nó nha mọi người nha. Hay màu nhà mình trên mà màu trên hãng nó bảo là màu xanh nhạt các mọi người. Đấy, đây là ba mã màu của Oppo A53. A53 nha mọi người nha. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Dòng này nó sẽ có một cái bản RAM 4 nữa nha mọi người nha. Bản RAM 4GB thì đợt sau em sẽ về được cái bản RAM 4GB. Bản RAM 4GB thì nó dưới 2 triệu rồi. Đấy, mức giá thành nó rất là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu 8 thôi, 1 triệu 8 đến 1 triệu 9. Đấy. Còn đây là bản RAM 8GB nha mọi người nha. Dòng này nó sẽ hỗ trợ cho mình cảm biến vân tay phía sau luôn. Đấy, cảm biến vân tay phía sau này. Máy là em sẽ bao cho mình là máy đẹp keng 99 nha mọi người nha. Máy đẹp keng 99 luôn. Sử dụng là hai sim. Pin thì đặc biệt là pin 5.000, dòng này thì pin khá là trâu nha mọi người nha. Với mức tầm 2 triệu thì pin khá là trâu. Đấy, khay sim thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là 3 khay, sim 1, sim 2 và khay thẻ nhớ nha. Rất là tiện lợi cho mình, ví dụ như là mình muốn sử dụng thêm hỗ trợ thêm thẻ nhớ. Rất là tiện nha. Chúng ta sẽ vào thông tin thiết bị nè, giới thiệu máy nè. Đấy, Oppo A53 phiên bản Android của con này nó sẽ chạy là Android 11, RAM 8GB, nó vẫn hỗ trợ cái RAM Plus, tức là cái RAM ảo lên đến là 5GB RAM ảo, tương đương khoảng tầm là RAM 13GB. Cái cây RAM này cực kỳ mạnh nha mọi người nha. Đấy, bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nè. Đấy, sử dụng là hai sim.
pin thì là pin 5.000 rồi, mà mức giá quá rẻ, chỉ có mức giá là 2.200.000 cho full đầy đủ phụ kiện và 2 triệu cho máy trần nha mọi người nha. Camera đây, quý khách sẽ check được cái camera của nó. Camera con này chỉ phía sau nó sẽ gồm có 3 cam nha. Cam chính sẽ là 13 megapixel và mức quay phim của con này khá là đẹp. Đấy. Nghe là sẽ vào mức quay phim này. Đấy, 13 megapixel khá là đẹp nha mọi người nha. Còn đây là cái mức camera selfie, tức là camera trước ấy. Camera trước con này thì nó làm khá là ảo, trực tiếp là nó tích hợp luôn cái chế độ làm đẹp vào ấy. Nó làm cái mặt của mình khá là trắng. Chế độ làm đẹp của khách hàng Oppo thì nó khá là ảo nha mọi người nha. Nó vẫn sẽ có chế độ chụp chân dung cũng như là một số cái chế độ như là tua nhanh thời gian hoặc là như chụp nhãn dán, mình gắn những cái nhãn dán vào tùy thích nha. Đấy. Chế độ làm đẹp nó sẽ gắn những cái nhãn dán vào đây cho mình. Đấy. Đó là Oppo A53 phiên bản 2020 nha mọi người nha. Dòng này thì màn hình của nó sẽ rộng là 6.5 inch nha mọi người nha. Và độ phân giải của nó sẽ lên là HD cộng, chip của nó sẽ là chip Snapdragon 460 nha. Đấy. Pin 5000, nói chung là về những điểm mạnh của những con này thì nói ngắn gọn trong cái mức tầm giá này thì điểm mạnh của nó là pin được 5000 nè. Đấy, pin 5000, máy zin can đẹp. Thứ hai nữa là hỗ trợ sạc nhanh lên đó là 18W. Đấy. Và thứ ba nữa ở trên cái nền tảng con này đó là cây RAM và bộ nhớ khá là cao, bộ nhớ 128 và cây RAM 8GB, mà nó chỉ sở hữu chỉ mức giá là đúng 2 triệu đồng cho máy trần và 2 triệu 2 cho máy full box. Full box tức là đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bởi vậy em thấy là cái mức này thì cái chương trình này thì em thấy áp dụng cho cái hàng A53 khá là hợp lý trong cái mức tầm giá sinh viên như thế này. Đấy. Cấu hình của nó cũng nằm ở mức cấu hình cao chứ không phải thấp nha mọi người nha, không phải thấp nha. RAM 8GB thì tính ra là nó không thấp nha. RAM 8 mà hỗ trợ cái RAM Turbo, cái RAM Plus lên đến là 5GB RAM nữa thì tính ra là nó không thấp nha. Đấy. Android thì Android 11, sử dụng là 2 SIM. Em sẽ có 3 mã màu như thế này nha. Quý khách hàng được sự lựa chọn là mình chọn full box hay là mình chọn máy trần. Mình chọn máy trần nó sẽ được giảm giá đi và mình giảm đi 200 ngàn nha mọi người nha. Và mình chọn full box thì ở đây thì full box thì nó gọi là đầy đủ phụ kiện luôn. Quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước còn được thêm miễn phí vận chuyển nữa nha. Tiếp đến mình sẽ về với một số dòng giá rẻ thì ngày hôm nay em còn được hai cây 6S thôi nha mọi người nha. Đây là iPhone 6S phiên bản 32GB, máy em sẽ bao cho mình là máy nguyên xinh đẹp luôn. Pin vẫn sẽ được bao pin trên 80%. Đấy, pin là em bao trên 80% nha mọi người nha. Đây là iPhone 6S phiên bản 32GB, máy quốc tế chuẩn, màu ray, tức là màu xám đen. Ở đây em chỉ còn có hai máy thôi. Máy thì tình trạng bên ngoài em sẽ đánh đồng cho quý khách hàng là đẹp khoảng tầm 99%. Đấy, hai con này thì em đánh đồng là đẹp 99%. Nếu như mình đang tìm một con máy giá rẻ mà cấu hình cũng nằm ở mức tầm trung và khá thì đây 6S. Tại vì 6S thì bây giờ nó vẫn có thể chiến game được Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay là Free Fire Mobile, vẫn có thể chơi game được. Những game nặng luôn, những tựa game nặng bây giờ vẫn có thể chơi được. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, lướt mượt mà hết nha mọi người nha. Đấy. Máy thì em sẽ bao là máy nguyên zin. Thực chất những cái con này á, ví dụ như mình đem về mà mình mua về mà mình sử dụng á, để đợi tới khi nó hư thì thực chất nếu như mình không làm rơi rớt, không làm vào nước này kia nọ thì chắc chắn là nó hư thì chỉ có hư pin thôi, tới khi nào đó mới tới một cái tuổi thọ nào đó là nó mình phải thay pin thôi. Đấy, chứ còn thực chất nếu như mà để nó hư vặt mà không làm rơi rớt thì rất là khó nha mọi người, rất là khó. Pin thì pin theo máy em bao là trên 90%. Những con này thì vân tay vân đồ em sẽ bao đầy đủ hết nha mọi người nha. Vân tay vân đồ em bao là gọi là full chức năng mà. Máy em bao là nguyên zin hết nha. 6S thì bây giờ những cái chức năng như là camera này kia nọ thì nó hoạt động gọi là khá là ok. Đấy. Mình cần một con máy nhỏ gọn để bọc đi làm á, để công việc của mình di chuyển nhiều á, mà mình cần một con máy nhỏ gọn bỏ túi cho nó vừa vặn á, thì đây 6S khá là ok luôn. Tại vì khi nào mình rảnh rảnh mình vào Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ thì mình lướt giải trí mà thì vẫn lướt mượt mà luôn. Đó, iOS của nó lên đó là iOS 15 mà. Đấy, nó vẫn tải được tất cả các ứng dụng mới bây giờ luôn. Đấy. Mà là máy quốc tế nữa, chỉ việc bỏ SIM và sử dụng thôi, không cần lo lắng gì hết. Ví dụ như về một cái tuổi thọ nó pin nó kém quá thì mình thay pin thôi, chứ còn hiện tại bây giờ thì pin vẫn được bao trên 80%. Cho nên là mức pin này mình vẫn chưa nhất thiết phải thay nha mọi người nha. Đây là iPhone 6S phiên bản 32GB, bên em đang bán ra kèm đầy đủ phụ kiện với mức giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 là đã có gồm có là một bộ sạc cáp, là một chiếc ốp lưng, một tấm cường lực và kèm theo là một que lấy SIM nha mọi người nha. Đấy. Đó là iPhone 6S. Và cũng là iPhone giá rẻ thì ngày hôm qua em có thu được của khách một cây iPhone 11 Pro Max. Đây là một cây giá siêu rẻ luôn. Đấy. Cây này nó có một cái điểm trừ duy nhất, đó là khách hàng này đã từng thay pin và khi thay pin khách quên câu cái cáp cũ mọi người. Tức là cái cáp xeo pin cũ. Ở đây thì máy em bao nguyên zin hết nha, chỉ có pin là pin thay thôi. Và cái cục pin này á, là thay pin dung lượng cao, dung lượng của nó lên đến là 4600 nha mọi người nha. Dung lượng con pin này lên đến 4600, nói chung là cực kỳ trâu luôn.
Đấy, pin là pin dung lượng cao. Khi thay pin rồi mình sẽ vào, mình nó sẽ báo là pin linh kiện không xác định nha mọi người. Đấy, nó sẽ báo là linh kiện không xác định nha. Đây, khi mình vào cài đặt nó sẽ báo là linh kiện không xác định nha mọi người nha. Đấy, tua tông tua đồ màn hình đầy đủ ha. Con này là bản Mỹ nha mọi người nha. Đấy, nó đang chạy iOS là 16.2. Bản 64 GB nha mọi người nha. Máy em bao là máy nguyên zin rồi cho mình cứ yên tâm mà sử dụng. Pin này là pin thay mới và pin dung lượng cao. Con này nó đang báo là linh kiện không xác định, tức là nó báo pin đó. Tại vì khách cũ người ta thay pin mà không có câu cái cáp cũ mọi người, tức là anh thay pin mà anh không câu 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 cái cáp của pin cũ qua. Tại vì những cái dòng máy đời cao này khi mình thay pin mình câu cái cáp pin cũ qua nó sẽ hiển thị phần trăm pin, nhưng anh này anh không câu đấy. Con này là pin dung lượng cao nha, lưu ý giúp em là con này pin dung lượng cao, dung lượng của nó lên đó là 4600, tha hồ cho mình sử dụng một ngày là thoải mái luôn nha. Đấy, tại vì pin dung lượng cao này pin khá là tốt, thực chất bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, pin này khá là tốt luôn. Thực chất là nó hiển thị ở trong cái phần cài đặt thì nó sẽ hiển thị là tình trạng pin là linh kiện không xác định. Đấy, thực chất là cái này là do thay pin thôi, còn lại máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin nha. Đấy, khung xương cũng rất là đẹp nha mọi người nha, khung xương cũng rất là đẹp. Nó có xước một tí ti ở đây thôi, đấy, xước một tí ti thôi, nhưng mà cái xước này phải nhìn thì kỹ mới thấy nha. Con này thì hiện tại bên em đang bán ra gọi là đầy đủ phụ kiện luôn, gồm có một bộ sạc nhanh, kèm theo đó là một chiếc ốp lưng, kèm theo đó là một cái tấm cường lực nano nha mọi người nha. Cường lực dòng này thì em sẽ bao là cường lực full viền và cường lực nano. Thì ở đây thì bên em đang bán ra là 9 triệu mốt nha mọi người nha, 9 triệu mốt. Nếu như quý khách hàng không lấy combo phụ kiện á, bên em sẽ trừ ra thêm cho mình đó là 200 ngàn, tức là em sẽ trừ ra cái combo phụ kiện ra là 200 ngàn nha mọi người nha. Thì em đảm bảo cho quý khách hàng iPhone 11 Pro Max với mức giá là 9 triệu mốt này là cực kỳ rẻ luôn. Nếu như mình không lấy phụ kiện nó chỉ có 8 triệu 9 thôi. Đấy, mức giá này là mức giá chung cho tất cả các khách hàng bên em luôn, tại vì cái cây này là em đang được khuyến mãi, tại vì em thu được giá rẻ, em bán lại giá rẻ nha. Đấy, chứ không giảm thêm. Đấy, mức giá này là em áp dụng cho tất cả các khách hàng bên em luôn, lưng không nhăm luôn nha mọi người nha, lưng không nhăm mưa luôn đấy. Khung xương khung đồ rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy, máy vẫn chế độ bảo hành một đổi một 3 tháng cho khách hàng yên tâm mà sử dụng luôn. Pin này yên tâm, pin này pin dung lượng cao bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, pin tốt đàng hoàng nha mọi người nha. Đấy, máy là em bao full chức năng hoàn toàn, chỉ có vào mình vào pin là nó báo linh kiện không xác định thôi, nhưng mà thực chất cái này không ảnh hưởng đến chức năng máy nha. Tại vì mình sử dụng máy chứ mình không, cái đó nó không quan trọng mọi người, tại vì khi mình vào cài đặt mình mới thấy thôi. Đấy, máy em bao full chức năng, cam trước cam sau hoạt động ok hết, nói chung là máy em bao tất tần tật tốt tuần tuột hết nha. Chỉ có pin là nó báo linh kiện không xác định thôi. iPhone 11 Pro Max nha mọi người nha. Giá là 9 triệu mốt cho đầy đủ phụ kiện ha. Và một dòng sản phẩm nữa mà bên em cũng vừa mới cập bến thêm, đó là cái hàng Lenovo Tab. Ở đây thì bên em về tiếp được một cái lô Lenovo Tab. Đây là hàng trưng bày, nhưng mà cái vỏ của nó khá là xấu á mọi người. Thực chất là cái vỏ này trong cái quá trình trưng bày kiểu như là người ta đóng hộp lại á, thì cái hộp máy này nó khá là xấu. Tại vì cái hộp máy này là hộp máy cũ nha, như mình sẽ thấy là bên ngoài của cái hộp máy này, đấy, nó khá là xấu nè, những cái ký hiệu của bên vận chuyển người ta ghi ra vào rồi nữa. Nói chung là cái hộp máy này thì mình bỏ đi, thực chất là mình không tính cái hộp máy, nhưng mà bên trong của nó gọi là đầy đủ phụ kiện đấy. Còn máy thì em sẽ bao cho quý khách hàng đó là máy đẹp keng 98-99%, máy em sẽ bao là máy nguyên zin nha. Đầu tiên thì bên trong hộp máy thì nó sẽ gồm có những cái phụ kiện cần thiết cho một con máy luôn. Ở đây thì nó sẽ là máy nè, phụ kiện bên trong mình sẽ gồm có một cái cốc sạc của Lenovo kèm theo một dây cáp sạc nha. Đấy, cốc và cáp sạc, phụ kiện thì đành rồi thì bắt buộc nó phải có, và kèm theo chiếc ốp lưng thì em đã ông đã trang bị sẵn vào trong con máy luôn cho mình luôn. Đấy, đây là một chiếc máy tính bảng Lenovo Tab 38 Plus. Thì dòng này nó sẽ có hai bản, một cái bản là màn ám thì nó sẽ rơi vào mức giá khoảng tầm 900 ngàn, thì như em báo cho quý khách hàng cái đợt vừa rồi ấy. Còn những cái màn đó là hàng loại 2 ấy. Còn cái hàng loại 1 thì bên em đang bán là 1.490.000. Đấy, hàng loại 1 bên em thì gọi là máy nguyên xinh đẹp luôn. Ốp lưng đây nha. Đây, như quý khách hàng sẽ thấy là máy đẹp keng ha. Máy này đẹp, em đánh đồng nó rơi vào khoảng tầm 98% luôn. Dòng này thì sử dụng sim nghe gọi luôn nha mọi người nha. Đây, chúng ta sẽ mở nguồn nó lên ha. Sim thì mình sử dụng trong cái khay sim ở đây. Đấy, và mình sẽ kéo cái này ra, mình bỏ khay sim vào nha mọi người nha. Mình kéo ra, mình bỏ sim vào đây. Đấy, đây là cái khay sim. Đấy, khay sim ở đây. Thiết kế máy thì con này nó được là 8 inch, thì tính ra là cái độ to của con này thì nó không quá to, nó vừa đủ để cho mình gọi là cầm nắm không bị mỏi tay á, nó cũng có độ rộng cũng khá là ok.
Nếu như mình cần một con máy để gọi là giải trí thôi, hoặc là Zalo, Facebook này kia nọ, thì đây một con máy này khá là ok luôn nha mọi nha. Dòng này cấu hình cũng khá là cao. RAM của nó là lên đến được 3 GB RAM, và bộ nhớ của nó sẽ là 16 GB. Nếu là bộ nhớ thì nó hơi thấp một tí, bộ nhớ này vừa đủ để mình sử dụng những cái tác vụ giải trí như là hát karaoke, học online, hoặc là chơi những game trung bình nhẹ, hoặc là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ. Đấy, lưu ý giùm em là dòng này nó chơi được cả TikTok luôn nha mọi nha, nó lướt được cả TikTok, lướt được cả Zalo luôn. Đấy. Mình sẽ vào giới thiệu máy nè. Đấy. Dòng này thì nó sẽ sử dụng cho mình là hai sim luôn nha mọi nha. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 9. Camera của nó cũng nằm ở mức gọi là ok cho ở cái tầm giá này thôi, chứ không gọi là quá cao, tại vì camera máy tính bảng thì nó không bao giờ nó làm cao cả. Đây là cái mức của camera trước để mình thực hiện cuộc gọi video call hoặc là selfie. Đấy, mức này gọi là ok nha mọi người nha. Khá là sáng rõ luôn. Pin dòng này thì nó sẽ được là 4250, chia cho cái màn hình này nó rơi vào khoảng tầm 6, cái màn hình này là 8 inch thì nó chia rơi vào khoảng tầm 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi nha mọi người nha. Đấy, từ 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Về những cái tác vụ giải trí như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok và những cái con này, nếu như nó đã bắt được cái wifi của gia đình mình rồi á, thì khi mình chọn một cái video là nó sẽ vào rất là nhanh. Đấy, wifi nó rất là mạnh nha mọi người nha. Dòng Lenovo này em bán đợt vừa rồi khá là nhiều, thực chất là mình chia được bên hãng như một cái lô thanh lý như thế này thì khá là ok. Đấy, chúng ta sẽ cho cái màn hình nó xoay đi. Đấy, đó, cái này sau đấy là cái máy này ở cái mức tầm giá này á, thì mình sở hữu một con máy như thế này để giải trí thì khá là ok. Hoặc là mình cho con em mình xem phim, hoặc là ở đây nếu như mình mua về cho con em của mình học tập những cái chương trình cấp 1, cấp 2, mẫu giáo hay là cấp 3 gì đấy, thì bên em sẽ cài sẵn những cái ứng dụng liên quan nha. Hoặc ví dụ như là mình lo lắng con của mình cầm điện thoại quá nhiều để mỏi mắt, hay là những cái màn hình nó nhỏ quá, thì mình chọn những con này, tại vì những con này màn hình 8 inch thì tức là nó không quá to, nó cũng vừa vặn thôi. Đấy, nó không quá to cũng không quá nhỏ nha mọi người nha. Phục vụ giải trí là full luôn. Dòng này nó sử dụng cho mình là loa kép. Đấy, hai màn loa nha mọi người nha. Hai màn loa. Nó vẫn giữ được cái jack 3.5 nha mọi người nha, cái jack tai nghe 3.5. Cường lực thì bên em cũng đã tặng sẵn luôn, bên em dán sẵn cường lực cho mình luôn. Máy này là máy đẹp hết nha, 1.490.000 cho hàng loại 1. Còn những cái mặt hàng loại 2 á, thì thực chất cái hàng Lenovo Tab này nó sẽ có hai loại, nó sẽ có cái hàng loại 2. Hàng loại 2 là màn ám. Như em hay báo quý khách hàng là cái hàng mà giá một tầm 900 đến 950. Đợt trước em có một lô em bán 950. Thì thực chất cái hàng đó là hàng màn ám, hoặc là nó đã từng bung tháo rồi, nó từng thay sửa rồi. Đấy, đó là cái hàng Lenovo Tab 38 Plus. Như khách hàng sẽ tra vào những cái trang thương mại điện tử, mình sẽ thấy nó bán chia đều là hai dòng. Đấy, nó để là hàng cũ trầy xước là 950, và cái hàng 99, 98, 99 vậy nó để là 1.750.000 hoặc 1.790.000, nó là tùy vào chỗ bán mọi người. Đấy, bên em là 1.490.000 nha mọi người nha. Và lưu ý giùm em là cái hàng Lenovo Tab này thì bên em đang được cái chương trình miễn phí vận chuyển. Đấy, đang được chương trình miễn phí vận chuyển cho cái hàng Lenovo Tab này nha mọi người nha. À, và cũng đến với một cái thông báo trong cái video ngày hôm nay, thì em cũng xin thông báo với tất cả quý khách hàng là những khách hàng nào mà gửi hàng sửa từ xa, tức là mình gửi máy từ từ của mình lên cho bên em hỗ trợ sửa chữa, thì quý khách hàng vui lòng để số điện thoại vào trong cái hộp gói hàng nha. Sáng ngày hôm nay em nhận được hai chiếc máy bể màn hình để gửi lên thay sửa, nhưng không biết của khách hàng nào gửi, thì ở đây em cũng không thông báo, tức là em không công khai cái máy để những khách hàng kiểu như là nhận 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 bừa của mình á. Thì khách hàng nào gửi hai cái máy bể màn hình đó lên cho em sửa thì vui lòng liên hệ lại trực tiếp cho bên em để bên em xác nhận là cái tình trạng đó như thế nào và thay sửa như thế nào nha. Ở đây là hai cây máy thay sửa nha mọi người nha, hai cây bể màn hình. Thì quý khách hàng nào gửi hàng ví dụ như là ở xa, thì thực chất ở bên em vẫn nhận gửi sửa hàng từ xa, tức là quý khách hàng có thể tin tưởng, nếu tin tưởng bên em thì mình có thể gửi hàng của mình lên cho bên em thay sửa đó, và bên em sẽ tính phí thôi. Và nếu như gửi lên thì quý khách hàng vui lòng là để số điện thoại giúp em dán vào trong cái hộp, hoặc là dán vào trong cái máy để mình thay sửa, và cái mục đích mình gửi lên là mình muốn thay sửa cái gì, muốn kiểm tra cái gì thì vui lòng báo qua giùm em nha. Tại vì sáng nay em nhận được hai cái máy nhưng mà không biết của khách hàng nào gửi. Ngày hôm qua thì em có nhận được một cây Samsung nữa, một cây Samsung J7 Pro nữa. Thì cây đó tình trạng như thế nào thì mong quý khách hàng nào gửi thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em nha. Thì tại vì số điện thoại của em thì hoạt động từ 7:30 đến 8:30. 7:30 sáng cho đến 8:30 tối thì quý khách hàng cứ gọi trực tiếp sẽ gặp trực tiếp em nha. Đấy. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ quay lại với cái chủ đề của ngày hôm nay tiếp. Ở đây em sẽ còn sót được một cây Samsung S20 Plus.
hàng này cực kỳ hot luôn. Thì thực chất là ngày hôm qua bên em vẫn còn được một số màu ấy, nhưng ngày hôm nay em có được một cây S20 Plus màu đen, ở đây chỉ còn có một cây màu đen thôi. Đây, đây này là máy đẹp keng nha mọi người nha. Khung xương thì thực chất là mình nhìn kỹ thì nó vẫn có nhâm 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 một tí, tại vì máy thì máy đã qua sử dụng thì nó không tránh khỏi được đấy, nhưng mà cây này xước rất là ít nha. Đấy, xước rất là ít, máy đẹp keng luôn. Kể cả nắp lưng này, nắp lưng rất là đẹp nha mọi người nha, nắp lưng rất là đẹp, mình chùi ra là nắp lưng gần như là không có trầy xước luôn ha. Một cây này em thanh lý là 4 triệu 8 nha mọi người nha. Cây này thì nó sẽ là bản Mỹ, bản Mỹ thì sẽ RAM là RAM 12 cộng 8 và bộ nhớ của nó sẽ là 128 GB, nó sử dụng là hai sim, một e sim và một micro sim nha mọi người nha. Cây này là máy đẹp keng ha. Đấy, nhầm rất là nhẹ luôn, sử dụng hai sim này, một e sim một micro sim. S20 Plus bản Mỹ á, thì dòng này thì S20 Plus thì nó sẽ chạy cho mình là chip Snapdragon 865 5G nha. Đấy, 865 5G. Màn hình sẽ là màn hình cong. Đấy, của nó sẽ là 6.7 inch. Camera sau của nó sẽ lên nó là 64 megapixel và nó zoom cho mình là khá là xa. Ở đây thì mình sẽ test luôn camera trước thì nó quá đẹp rồi nha. Đây là mức camera sau. Nó sẽ nhân cho mình khoảng tầm 30 lần nha mọi người nha. Ngày hôm nay thì bên em đang bị ho thì rất mong quý khách hàng thông cảm nha. Trong video nhiều lúc em ho lên thì nó cũng không được hay lắm thì quý khách hàng thông cảm nha. Đấy. Máy cây này em sẽ bao cho mình là máy nguyên zin hết, nguyên zin hết nha mọi người nha. Đấy, RAM 12 cộng 8, bộ nhớ 128 GB. Dòng này thì pin của nó sẽ được 4.500, nó hỗ trợ sạc nhanh và sạc siêu nhanh nha mọi người nha. Mức 4 triệu 8 bên em bán ra thì sẽ tặng kèm cho mình đầy đủ phụ kiện như là một ốp lưng, một miếng dán màng, cộng như là một bộ sạc nhanh và một que lấy sim nha. Đấy, sạc nhanh bên em thì tất cả đều tặng sạc nhanh QC 3.0 nha mọi người nha. Đấy, camera này 4 cam nha, khá là đẹp. Nói chung là dòng này thì cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Quay phim chụp ảnh rất là đẹp, ba cam chính và một cảm biến góc rộng, một đèn flash và một mic ở đây luôn nha mọi người nha. Quay phim chụp ảnh thì khỏi phải chê rồi, về cái độ thu chuẩn mic của nó thì khỏi phải chê nha mọi người nha. Còn đây thì mức camera quay phim thì như em cũng đã trải nghiệm cho quý khách hàng khá là nhiều, hoặc là quý khách hàng cũng có thể là trải nghiệm ở cái mức camera quay phim của nó bằng cái quay của em này. Bên em đang quay bằng một con S20 thôi chứ chưa được S20 Plus nha mọi người nha, mà nó đã rõ và đã nét như này, âm thanh nó rất là chuẩn nha. Đấy, một cái máy màu đen, máy siêu đẹp luôn. Nói chung là cây này nếu mà đánh đồng bên em thì đánh đồng khoảng tầm 98-99% nha, những khách hàng khó tính có thể đánh đồng là khoảng tầm 98% với mức giá là 4 triệu 8 nha. Và tiếp đến thì cũng ở đây em có được một cái hàng Note 20. Note 20 thì ở ngày hôm nay thì bên em còn được bản hàng thôi. Nó là một máy màu đen nha mọi người nha. Nó vẫn là hàng đẹp keng. Cây này thì bản hàng bên em đang bán ra là 5 triệu 300 ngàn Samsung Galaxy Note 20 nha mọi người nha. Note 20 5G. Cây này là máy đẹp keng luôn. Đấy. Như quý khách hàng sẽ thấy là con này là em quay rất là kỹ nha. Máy đẹp keng luôn. Bản hàng thì nó sử dụng cho mình là một sim nha. Bản hàng là một sim. Note 20 5G nha mọi người nha. Đấy, bản hàng một sim với mức giá 5 triệu 3 thì bên em bán ra gọi là tặng đầy đủ phụ kiện rồi. Máy là máy sim đẹp keng, con này thì theo nhận định của em thôi thì em sẽ đánh đồng cho mình là khoảng tầm 88 98 99 luôn. Đấy. Máy thì em sẽ bao là full chức năng rồi. Còn về Note 20 thì công nghệ màn hình của nó Super AMOLED Plus, màn hình của nó độ rộng cũng sẽ là 6.7 inch. Dòng này là màn hình phẳng nha mọi người nha. Dòng này là màn hình phẳng ha. Đấy. Nó sử dụng là một sim, bản hàng thì nó một sim thôi. Chip Snapdragon 865 cộng 5G và RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 8 và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 256 GB. Bản hàng nó sẽ là 256 GB nha mọi người nha. Đấy. Pin dòng này sẽ được là 4.300 và nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc nhanh và sạc siêu nhanh. Camera sau vẫn là ba camera và camera chính sẽ lên đến 64 megapixel. Dòng này nó sẽ có chống rung quang học, tức là khi mình di chuyển á, mình đưa vào gimbal để mình di chuyển á, nó sẽ có cái chống rung quang học. Đấy. Những cái dòng mà S và Note mà những dòng đời cao nó sẽ có chống rung quang học hết nha mọi người nha. Cam trước cam sau hoạt động ok, nói chung là máy em sẽ bao cho mình là máy nguyên sin áp luôn, mà nguyên sin đẹp hết, tất cả chức năng hoạt động ok, bút viết kể cả bluetooth của bút luôn vẫn hoạt động ok nha mọi người nha. Đấy. Con này là 5 triệu 3 gọi là đầy đủ phụ kiện luôn. Cam trước cam sau nè, RAM 8 bộ nhớ là 256, bản hàng thì nó ngặt cái là nó một sim nhưng mà bộ nhớ của nó lúc nào cũng gấp đôi bản Mỹ cả. Đấy. Máy là máy đẹp keng 99 nha mọi người nha. Con này thì em cam kết là đẹp keng 99 luôn. Samsung Galaxy Note 20 nha. Với mức giá là 5 triệu 3. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em đó là 0971 172 105. Và để xem được những cái video bên em cũng như là những cái chương trình giới thiệu máy bên em thì nó rất là đơn giản. Quý khách hàng có thể vào ứng dụng YouTube, mình vào ứng dụng YouTube hoặc là trên Facebook, mình gọi giúp em chữ di động thành phố nha.
Đây, mình sẽ thấy xuất hiện kênh của em đang có 49.000 người đăng ký nha. Mình có thể bấm vào đăng ký kênh này, bấm vào đăng ký kênh để khi bên em lên video á, mọi người sẽ được nhận thông báo nha. Đăng ký kênh thì thực chất là nó hoàn toàn miễn phí thôi. Khi mọi người đăng ký kênh thì hoàn toàn miễn phí. Nhưng khi em lên video hoặc là lên những chương trình khuyến mãi, quý khách hàng sẽ được nhận thông báo nha. Nếu như mình không có đủ thời gian để xem những cái chương trình review một khoảng tầm 30 phút đến một tiếng như thế này thì mình cũng có thể là bấm vào đeo theo dõi ở kênh thứ hai. Ở kênh thứ hai thì em lên video chỉ có 1-2 phút thôi, em cầm vào máy em báo tình, em báo giá, cầm vào máy em báo giá chứ em không báo cấu hình chi tiết nha, em báo tình trạng và báo giá luôn đấy. Ví dụ như cầm vào con này báo giá 500 ngàn, cầm vào con này báo giá 1 triệu, cầm con này báo giá 2 triệu, ví dụ là như vậy đấy. Thì quý khách hàng có thể là theo dõi ở kênh thứ hai này nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Quý khách hàng mua hàng cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em đó là 0971 172 105 nha. Bên em làm việc từ 7 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng nha.